Mà sao mình em thích cái thành phố Đà Lạt nha. Lối xin chào cô chú anh chị. Tới giờ có mấy bạn như tên như gì Wichita. Ở Wichita xuống chơi. Mời 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 cô chú anh chị em và các bạn nhậu với hai lúa nè. Cái đó về nhà chị mở lại coi vui lắm. Lỡ mà muốn có bạn thầy coi lại cũng đỡ buồn. Đó vô đó. Chỗ này nghe rõ lắm. Vô hai đứa ơi. Vô. Vô. Mắt cổ á, chưa có một vàng nó kêu núng. Máu luôn. Ồ, nó chưa một găng rồi kêu nó cắn cái chày nú và cái xác mấy béo. Coi sao đẹp. Không được đâu. Chú quay clip party thôi à. Đâu rồi. Mời cái gì này. Cái này là cái này gì nó kêu bằng gì ta? Theo bò nướng. Heo bò nướng, đồ mà quán nha, mà quán nha. Này nó nói mới mang đầy cuối cùng thôi kìa. Nó quen nhậu nhiều. Cuối tuần cũng vậy, Nhật nó gặp thôi chứ còn... Nắng không kìa? Nắng sáng rồi thôi. Sao không gặp anh mỗi ngày? Mình làm chung nó làm cái gì? Nó gặp chúng sơ cái. Nấu gì làm vậy? Đang hầm để cho bò đó bò đưa nguyên mù có luôn hả? Có luôn. Nó bậy có đàn bà cái chuyện. Nó bậy mà nó lớn. Không có cho quá rồi. Tao để cái clip này luôn quá không cắt luôn. Má đi mốt nói chuyện của đàn bà chút xíu đi. Vậy mà sáng mai bút mấy độ đó? Bút béo độ độ ép hả? Nhí giờ đêm nóng rồi đêm lạnh rồi tháng 10 rồi tháng 10 là chúng ta tháng 10 đúng rồi bị dẫn cái mặt đâu vậy được rồi sao đâu đấy mai bút bút rồi đấy cái gì nói gì lạnh rồi bắt đầu lạnh lạnh rồi vô nhá con đi cho nó ăn xong rồi đi vô 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 ăn uống gì vậy mới ăn cái tôi nhiều lắm từ từ chịu em uống cái nhà đồ sa chu sa kê sa ti gì không uống sa chia gì đó không uống hôm qua tại lên đây đó hả hôm qua đầu tắm rồi chạy lên uống lội thôi uống một lội một hả Quy bà ông nói vậy nó học nó quy quy cho tà là nó đã lạnh hơn này. Dạ không. Đây là nó quy tà. Ở đây nó ảnh hưởng dần ở địa phận. Ở đây gần Colorado. Gần Colorado là nó áo em đó. Có. Nó giống mình giống vậy hả? Mình thấy nhiều khi đang mùa nóng mà mấy bà lên Colorado mà bận đồ lạnh không á. Tiết tiếng đó là tiếng thất thường với Colorado thời tiết thất thường lắm đâu. Nó giống đây thôi, đâu khác gì đây đâu. Đuổi chứ. Chỉ có lên núi là nó tiết bên đâu thôi. Colorado Spring nó mới lạnh nhiều. Đúng núi là tiết quanh năm mà. Chỉ là đen bờ nó nóng như đây. Denver thời tiết nó thì nóng. Tiếng đâu nhiều ở đây đâu, tiếng nó cũng nhóc nó xem thình nó xem sẹt đây là tiếng. Đợi thứ bảy tuần sau tranh thủ về sớm thôi tao chơi chứ điện thử coi bên nào chú có điện thoại đó sao quên sao quên sao quên thì nhà có nhà ở chứ điện đây có cái nhà sao quên đó chứ có nhà nào không đây nó ngồi thằng này tao sớm lắm cũng 5 6 giờ thôi. Tới bữa nó nghe hỏi quỳ anh hỏi nghe quỳ nếu mà người nghĩ thấy gì có thử em cầm điện thoại cầm nghe không lấy cái mà đụng quá làm gì đó chắc nó đỡ lạnh hơn nghe quá đâu có Như
đóng lại, đóng cái đất lại nè. Đóng mấy cái đất lại. Ở dưới bên mình mà cái gì cũng không thấy nè. Không, đóng cái lại luôn. Anh Lập. Bây giờ kia ra. Để vừa đi tổng lại đây. Thì ở trong lực cái lọc trên cái nước nữa. Giá lại nó là cái mé hết rồi. Nói mé đó, đó, đó. Lấy em chạy luôn, lấy em chạy luôn. Chạy, 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 chạy. Để lo nha mấy. Con Hùng kìa, hiểu không nhỉ? Im nha, anh Giang tới. Anh Long. Bậy. Còn. Hai chú. Anh Lạp. Thằng mắt nghĩ gì vậy? Đó, cái giếng gọi mày, mày lo cái gì vậy? Dạ, xin phép. Hả? Yến ngồi cho phát cái thôi. Yến ngồi này là đẩy không? Sao giàu á, sao giàu rồi. Yến ngồi đó, ta ngồi nhậu đó mà. Đi chợ mà xong nghe muốn không có trang, okay, người ta tới có chỗ nhiều.
Em ngủ không được. Ngủ ngon luôn, sáng luôn, ngủ ngon luôn, ngủ ngon luôn. Sao mình đu? Giờ sáng dậy hơi giúp mình nè. Mình đu này. Nằm lắc á, nằm lắc á. Đi chú chú. Rồi mình đu đi qua. Đi chú chú quay đó, đi chú quay đó. Nằm lắc á. Em không có nẹ nhưng mà kiểu nó không có chú chú. Đi chú chú. Chú chú quay, chú quay. Chú quay. Dạ, xong xong rồi. Đi chú chú. Đi chú chú. Xong xong rồi. Đi chú chú. Xong xong rồi. Đi chú chú. Xong xong rồi. Đi chú chú. Nè, đưa cho chị Văn banh hồng đi đổ bia cho chị. Bắt con người đó lên lầu cao mang cầu đứa tới. Biết con rùi nào, con rùi cái, con rùi nào, con rùi đực đó mới hay, mới hơn ông trong bộ thông. Dạ ông cái ông đực á. Con cái thì cái bu đàn ông, đực thì cái bu đàn bà. Để mấy gái bây giờ. Lụm. Dính hết nè. Dính hết rồi. Dính hết rồi. Dính hết rồi. Mía là chị hấp chị kén rồi, nhưng mà là em lâu vậy.
Nhiều món Việt Nam mình chưa ăn hết nữa. Nó nhiều chỗ nhiều. Đây có món lạ lạ. Bây giờ đâu có bán nữa đâu. Bây giờ về luôn. Về luôn. Về hay xin được chưa? Ăn cùng. Ngon. 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 Quá ngon. Dê quá ngon. Yeah, quá ngon. Thì mà tối nhậu nhiều quá sao nó không có chuyện hết lên lại. Chừng nào nó ngồi đâu im im nằm. À đi mà. Nằm mà hiểu rồi đó. Being on people learn Spanish. Watermelon. Dưa hấu. Dưa hấu mà các quán đó. Yeah, it's Vietnamese. Dưa hấu.
Dưa hấu. Chứ không phải dừa hù. Chú, mà quá tuổi nha, anh rau. Chứ không ăn dao không? Không quýnh
chết. Trời ơi, ai nói nói ông ăn vậy? Ông quay lại tất cả rồi. Mọi hình ảnh sẽ là bằng chứng. Giờ nãy hãy kêu điện leo lên gốc cây đó cho mày quay xuống. Quay cho nó rõ. À, giờ là chương trình văn nghệ tới nha. À, nam ca sĩ mời từ quý ý nữ ca sĩ rồi mời tài mời từ quý chị ta xuống nha. Cái là tông nữ tông nam. Tông nữ vô không được, mà mày mới hát rồi. Nghe chưa bạn bảy đam mê không? Bảy đam mê. Nam ca nữ rồi. Đồng bài này của anh. Video hoài lúa tại đây kết thúc. Mời cô chú anh chị em nha các bạn. Bye bye, hẹn video kế tiếp. Bye.